Hello, hello. Tâm Cúc xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đến với chương trình của Tâm Cúc hôm nay. Hôm nay Tâm Cúc xin phép gửi đến cho quý vị một cái mẩu chuyện nói về sĩ diện. Người ta hay nói là muốn thành công phải dẹp qua cái sĩ diện đi. Rồi khi mình làm thành công rồi á, thì mình thấy được người ta sẽ nhìn mình với cái ánh mắt khác liền. Còn mình làm gì buông ra cũng thấy cũng sĩ diện á. Thôi cái đó là không được đâu, thôi cái đó không được đâu nãy kia. Trời ơi nãy nọ là rồi xong. Sĩ diện nó sẽ dèm dìm mình liền. Thì trong đây có câu câu chuyện như thế này quý vị. Có anh chàng này nè, lúc nào cũng sĩ diện cho là giống như là mình là cái gì mình cũng giỏi hơn người ta chứ. Cái gì mình cũng giỏi hơn người ta chứ. Người ta đi làm gì? Ôi cái đó hả? Trời ơi, được, tôi quen hết trơn, chỗ đó người nào làm lớn là tôi biết hết trơn à. Cho nên là dễ ợt, ai nói là tao đi mua cái gì đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, cửa hàng đó, ôi, quản lý cửa hàng đó, bạn tôi không đó. Ai rồi muốn làm cái gì, ông nói ông quen biết, ông là thứ dữ trong đó không, ông gì đó. Cho nên một bữa nọ, ông làm ở cái công ty đó đó, thì tới chừng mà gần được nghỉ, cái dịp nghỉ á, cái bạn này nó nói trời ơi, mẹ tôi muốn mua mấy cái vé mà ba cái vé tàu để mà về quê, mà bây giờ gấp rút quá không biết phải quen biết ai để mà mình mua cho nó nhanh, chứ để mình sắp hàng mình đợi nó cũng lâu, phải phải có ai biết quen được cái tôi nhờ mua giùm tôi khỏe biết nhiêu. Khi mà cái người bạn đó nói trước mặt nhóc bạn bè hết trơn á, thì cái anh mà sĩ diện này nè, cái ông mà ông luôn luôn miệng ông nói là ông quen người này người kia đủ thứ, ông giọt miệng liền, ông giọt miệng đấy, cái gì tính mua vé tàu hả? Trời tưởng gì chỗ vé tàu đó mấy bán vé đồ quen với tao không, điếu cà phê pháo tụi nó quả gì quen, muốn mua không để tao mua giùm cho, nói một tiếng một mà muốn nhiêu vé không có chứ nổ mà sĩ diện nữa. Cái thằng kia đó trời thiệt hả anh, trời ơi, anh dỗ vậy, anh quen ngoài bán vé tàu nữa hả? Ôi anh vậy anh làm ơn anh bút vé giùm em ba vé rồi, anh làm ơn anh quen anh mua giùm em ba vé đi, nhiêu tiền em gửi lại chứ giờ gấp rút mà tới giờ về quê rồi lễ rồi người ta đi về dữ lắm, mà bây giờ mình không quen ai mình ra đó mình xếp hàng nó mệt mỏi lắm, anh mua giùm em ba vé đi. Cái bắt đầu nãy nó chuyện nhỏ ba vé phải không, ba vé hay là nhiêu vé nói đi, tao alo tao điện nó một tiếng một hả, nó nói ba vé anh, em với vợ em với con em mà ba vé đi. Cái thấy vậy cái ông nói rồi để tao lo vụ này cho, trời tưởng chuyện gì mua vé làm cái gì, bởi vì không quen biết ai khó gì, tao nói một tiếng một ha, chuyện diện rồi ha, tao nói một tiếng một rồi ha. Thế là ông có nội tôi về tối đó đi ra ngoài chỗ mà người ta bán vé đó, cha đứng cho sắp hàng ngoài á, sắp hàng đợi mua vé chứ quen ai làm gì vô đó mua được. Thế là người ta sắp hàng dài, ông đứng ông đợi, ta nói là nửa đêm nửa hôm đứng đó, chưa có mua được, nó gần cái dịp mà lễ Tết đồ đó, khách người ta mua ta đứng hàng dài đó, ông nội cũng vô đứng sắp hàng chứ cha, có phải là ông có nội người ta đâu mà được lên đầu phải không, lên đầu đứng trước đâu được, cũng phải sắp hàng, vì cái sĩ diện không đứng sắp hàng hay sao, mẹ tới cái đâu phi lơ phi lắc mới mua được ba tấm vé đem về nhà, mua được ba tấm vé đem về nhà. Thì con vợ nó biết ông chồng mình là chuyên gia là cái kiểu mà vừa sĩ diện mà vừa nổ á, nổ mình quen biết mình này kia đủ thứ chứ ai nói gì mình cũng ăn cơm hước á. Xong vợ nó trời anh làm gì anh mệt quá trời đi, gì đâu mà đi ra nó mua tới khuya tới khuya lắc mệt. Cái ông nói thôi kệ nó đi, nó làm chung cơ quan rồi với mình thì thôi kệ, nó nói nó kẹt rồi mình mua giùm cho nó kệ mẹ đi có gì đâu, thôi kệ không sao. Rồi tưởng đâu yên ngày, ông cố tôi ra bữa sau sáng hôm sau đi vô cơ quan sách ba cái vé mà ba cái vé tàu á đi vô đưa cho bạn mình, xong sách vô đưa cho bạn cái này nè ba vé nè ông nội mua ba vé mua không được, mẹ tao nói một tiếng một nó đem tới nhà cho tao luôn, mà nó đem năm vé luôn, tao chỉ mới nói lấy cho anh mà ba vé tàu nha, rồi là ngay lập tức nó đưa tao năm vé luôn chứ đừng nói ba vé dễ ợt. Cái kia nói trời ơi thiệt hả anh, trời ơi lúc này người ta mua vé tàu khó vậy lắm mà em mua ba vé mà đưa anh năm vé, thôi 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 được rồi vậy là còn hai vé kia anh đưa em luôn đi, anh đưa em hai vé luôn đi, đặng mà có hai cái người mà bà con nữa cũng muốn về nữa mà em nhờ anh nữa em ngại quá, thôi giờ về sẵn hơn quá giờ còn hai vé đó anh đưa em luôn nha. Cái này lỡ chớn rồi mẹ hố hố rồi mua có ba vé đứng xếp hàng gần chết giờ đó năm vé nó kêu hai vé để chết mẹ thằng này rồi hố rồi tao cho mày cái tật sĩ diện nổ nha. Thế là cái lỡ rồi lỡ chớn rồi giờ trước mặt người ta nhắc hết trơn, mình nói giờ nó đưa mình tới năm vé mà giờ bạn bè đồng nghiệp nhắc hết trơn rồi mình chối sao, lỡ chớn rồi
Ừ được, trời ơi nó đưa năm vé còn hai vé kìa, mày muốn lấy tao đưa luôn cho. Rồi có gì đâu. Cái người đó là trời ơi em cảm ơn anh, trời ơi em mua vé chằng ai, lúc này ai cũng giành vé mua không có mà anh nói một tiếng cái dư vé luôn. Trời còn hai vé đưa em nha, cảm ơn anh nhiều dữ lắm. Chiều đưa em luôn nha. Rồi được rồi, để tao ấy ai chiều tao có rảnh thì tao đưa, còn không lấy sáng tao đưa. Sắp xếp cái đường tối nay đi 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 sắp hàng mua nữa chứ chiều lại không có rồi sao. Xong bắt đầu mới sao. Bắt đầu chiều chứ đi về chạy đi để đặng đi sắp hàng mua, con vợ nó la trời ơi la trời ơi, cái nết gì mà sĩ diện gì vậy, mẹ đi ra sắp hàng cực muốn chết luôn, mua được ba vé à, bỏ mấy tiếng đồng hồ đi ra mua cho người ta, bây giờ vì cái câu sĩ diện ra sắp hàng thêm một chặng nữa đặng mua hai vé cho người ta nữa. Ông kêu là ai biết nó đâu đang không nó đổi thêm hai vé nên lỡ chết tụi ta sắp hàng kệ mua giùm ta, làm ơn làm phước giùm ta. Vợ nó la rồi, thế là ông có đội đi ra sắp hàng đêm đó nữa, chiều đâu có kịp đâu, tới tối sắp hàng bữa sau mới mua mới đem vé lại cho người ta hai vé nữa. Là quý vị thấy không, cái vụ mà sĩ diện đó, sĩ diện rồi, rồi nổ rồi đó là hay vậy đó. Mình cứ lúc nào mình cũng làm như mình ta đây chứ, tới chừng ta nhờ vô cái mẹ phỏng phỏng liền chứ phải chơi đó, gậy ông mà đập lưng ông là gì đó. Lỡ nói rồi lên voi làm sao xuống chó được lỡ chịu chặn rồi mẹ nói giữ hai vé đưa hai vé ra sắp hàng nữa người khúc đó không chết bởi vậy đó. Sĩ diện là luôn hại mình. Có nhiều người người ta sống người ta cảm thấy là à tôi bình dị lắm, tôi không có gì chứ bình thường, nhưng mà những người mà nói bình thường là không bao giờ tầm thường nghe quý vị. Theo em, theo cái sự nghiên cứu tào lao của em thì em thấy những người mà người ta nói người ta bình thường là người ta không bao giờ tầm thường, còn những người dỗ việc khiên tên là hay má tào lao mới lao giống cha mới thị tào lao hết biết. Em còn nhớ một cái người này, một cái người bạn này ở trên Facebook ha, ông nội chuyên gia cũng sĩ diện và nổ như cha mới vừa rồi mua vé vậy. Mẹ lên Facebook miếng bạn bè mà khen đại ca ơi anh giỏi quá anh đẹp trai quá trời ơi cái này ngon quá, ok cho địa chỉ gửi quà cho em liền bà mẹ nó ai mà khen tiếng là bắt đầu nó đồn nhau, đứa này nó đồn đứa kia, ông này mà khen ông tiếng là có quà, khen tiếng có quà, ta nói nghe nó khoe đầy ở trên Facebook á, cái kiểu mà nó khoe là được được ông này tặng á, nở mặt nở mũi á, tụi mày được tặng tao cũng được tặng nè, tao nói ngay cứ từng hệ từng thấy con đứa khoe lên cảm ơn đại ca cảm ơn huynh cảm ơn anh cảm ơn cái gì, tao nói ngay hết có hồn gì á, miễn khen là có quà. Mình sĩ diện vậy chi, vừa đi mua vừa cực khổ vừa tốn tiền nữa, mà phải mình mua mình cực khổ mình tốn tiền cho cái người mình thương cho cái người mình quý thì được, thì cái đó là mình cái tâm 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 sức của mình thương cái người đó quá, mình bỏ tiền bỏ công đi mua cho cái người mà mình thương tâm huyết mình nè, thì cái đó là cái chuyện bình thường. Còn cái kiểu mà trên mạng xã hội tao nói nghe nó bao la nó bao dây mình mà miễn nó khen tiếng là có quà, khen tiếng có quà mẹ mắc gì tao không khen, tao khen cho mày rụng nụ luôn đúng không quý vị, vậy đó là bắt đầu là vậy hoài luôn đó. Mà nó ác ác ôn cái chỗ này quý vị, em tám luôn, em hy vọng mấy cha đó nghe được một cái để cảnh tỉnh luôn nha. Trước mặt á thì nó khen mình để nó được quà, sau lưng nó chê mình ngờ u không à, ngỡ ngu á, nó khen xong sau lưng nó chê, sau lưng nó nói ông này dễ dụ, ủa kỳ vậy ta, chứ không phải là nó khen mà tôn trọng mình, nó tôn trọng lại tôn trọng cục quà mình gửi cho nó kìa. Bởi vì chơi trên mạng xã hội nhiều cái mệt lắm, em nói cái nào cũng rút kinh nghiệm, khi em tám xả láng chúng ai chúng mà ai mà có rút được cái kinh nghiệm thì rút, chứ không phải là nói là mình là à, nó khoe ra nó khoe ra em được ảnh gửi em được này cảm ơn trời ơi anh là nhất anh là nhất anh là đẹp trai anh là nó đưa ổng tao nói nghe nó đưa ổng lên tới trên mà ngồi kế Ngọc Hoàng chảnh mẹ cái lỗ mũi ổng nó nở bị lớn bởi vậy rồi rồi làm sao tốn tiền mà cũng vui nữa. Tao nói nghe không, bữa nọ vô cái hội nhóm ca hát ca lương á tám nữa nè vô hội ca hát đam mê mà ca hát ca lương á, xong ông cố tưởng vô ông nói bây giờ ai mà hát hay á ổng tự ra ổng treo giải thưởng ghê không cái gì, mẹ trong hội nhóm ta mà ổng nói ai vô đó hát hay đi ổng treo giải thưởng, bắt đầu ổng cầm ta nói nghe tiền đô mà ổng cầm một cọc vậy nè ổng xè ra như là xè đó cái quạt vậy nè, ổng ngồi xe hơi ổng xè cái nè giờ ai mà hát giỏi có điểm cao thưởng, ta nói nghe bên bên này nghe ta nói là nó hát sáng đêm mẹ mình hát mà có thưởng mắc gì không không hát. Rồi ta nói nghe nó ôm nồi ôm son ôm thùng gì tới hát cầu rồi nó hát hết có biết hát rồi bạn cho ông thưởng, mà cuối cùng ông có thưởng thiệt cái gì, nó là ông đi mua giỏ sách nè, ông đi mua giỏ sách ha, rồi ông đi mua đồ mua nước hoa nước bông mua cái này cái kia ông gửi về, mà trước khi ông gửi ông chụp hình ông đăng lên trước là bây giờ là đại ca đang chuẩn bị gửi về cho các muội cho các anh em ha,
rồi bên đây nó chuẩn bị để nó đón nó nhận. Tao nói là liên tục luôn, không biết ông siêng cái gì mà hết có biết rồi ông đó công đức vô lượng. Công đức vô lượng với mấy em chân dài ở trên mà mạng xã hội làm công đức vô lượng. Em cười hoài bởi vì em mà gặp mấy cái tình trạng vậy á, tại vì các em đúc kết lại để em ngồi em tám em kể. Em kể không phải là em là cười ai. Đây nghe quý vị, cái khúc này mới quan trọng. Em kể em tám không phải là em cười, mà để cho một cái rút kinh nghiệm, để cho cái người đó thấy nhằm khi người ta nói thật á, người ta nói lời thật mít lòng, khi nghe Cúc nó tám vậy á, mình là cái người cho đó, mình thấy mình tự ái quá. Nhưng mà mình khoan, dừng lại chừng vài giây giùm em đi. Đừng có mà bị mà tổn thương, mà thấy là anh Cúc nói đúng, mình phải rút kinh nghiệm lại. Vì sao? Nếu mà thằng Cúc nó không nói ra, mình đâu có biết mấy con quỷ kia mình cho nó, mà sau lưng nó nói mình ngu. Đúng không? Giờ có em á, mới phát hiện ra lên mốt, bớt lại đi. Mình cho người nào mình thương, mình yêu, gia đình, mình còn nhóc hết trơn nè. Chứ cho thằng Chí trên đó, cho ai hát hay, cho tiền. Ai hát hay, cho giỏ sách. Ai hát hay, đi, cho cái chai nước bông, nước hoa. Ai hát hay. Rồi cái thời gian mình phải chạy đi mua cho người ta tùm lum chứ. Tại vì cái sĩ diện mình hứa là mình làm giống cái ông nội nãy mua vé tàu vậy đó. Mẹ nó mua có ba mua có ba vé đứng xếp hàng cả đêm. Mua được bữa sau qua đổ, đưa tao 5 vé luôn, như gặp người ta kêu gì khoa vé đưa em. Mẹ lỡ chớn nổ bữa sau sắp hàng thêm bữa nữa. Có nhiều trường hợp mà em kể mẹ em mắc cười hoài. Quý vị biết ban đêm ăn hôm em nằm em ngủ á, em suy nghĩ mấy cái mẫu chuyện này em mắc cười quá trời mắc cười. Khi mình thấy ủa sao mà mình nghe được những cái mẫu chuyện như thế này để mình kể lại mà mình tám lại, mình cảm thấy nó vui yêu đời và một cái bài học. Trời ơi, biết gì ơi, ngày nào em cũng học hết trời. Em học hết, có biết ngày nào em cũng học chuyện này chuyện kia của bà con cô bác ra gần xa, người ta kể, người ta gửi lên cho em. Rất là nhiều người gửi, em chưa kể hết cho quý vị nghe đâu. Hy vọng là em sẽ kể hoài hoài cho quý vị nghe những cái mẫu chuyện mà nó ý nghĩa trong đời sống về ông bà cha mẹ, cô chú bác, anh chị em, hay là vợ chồng, hay là những chuyện xã hội đó. Chuyện gì em thấy quý vị thấy em là em tám được hết trơn à. Cho nên là hy vọng là em tám mà được quý vị nghe và cổ vũ cho em, thì em sẽ cố gắng em tám hoài cho quý vị nghe cho nó vui, giải trí cùng với Tám Cúc ha. Thì em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, nãy giờ đã ngồi nghe em tám vui trong cái clip ngày hôm nay. Kính chúc sức khỏe tới quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc nha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo. Tám Cúc xin chào quý vị.